Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Đợt vừa rồi thì iPhone giảm giá khá là nhiều, đặc biệt là sau Tết chúng ta có thể thấy iPhone 12 giảm, iPhone 11 giảm và 10S Max giảm. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một chiếc iPhone ngon nhất ở cái tầm giá 6 triệu mà nó mới được giảm giá xuống. Nó là con gì? Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên là một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Rồi, trong phân khúc tầm giá 6 triệu, mình đi tham khảo hết một vòng các đại lý bán thì chúng ta sẽ có 3 máy. Một là iPhone 11, hai là iPhone 10S Max và iPhone 12 mini. Thì các ba chiếc máy này cũng đang được bán tại Di động Mỹ nên các bạn có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Trong ba chiếc máy này, nếu như để tìm ra chiếc máy có màn hình đẹp nhất, ngoại hình hấp dẫn nhất thì chúng ta sẽ có iPhone 10S Max. Để tìm ra con máy có pin trâu nhất, camera ổn áp và hiệu năng thì cũng ổn áp thì chúng ta sẽ có iPhone 11. Và để tìm ra chiếc máy có màn hình đẹp, có camera đẹp nhất và có hiệu năng tốt nhất thì chúng ta sẽ có iPhone 12 mini. Rõ ràng với mỗi chiếc máy thì nó đều có một cái điểm mạnh khác nhau, đúng không ạ? Nhưng để tìm ra được một chiếc máy có tổng thể ok nhất, hài hòa nhất thì chúng ta sẽ có là iPhone 12 mini. Tại vì sao mình nói như vậy? Thì đây, nếu như chúng ta phân tích nhá, iPhone 10S Max rõ ràng màn hình của nó đẹp, không chối cãi. Nhưng mà nhìn vào hiệu năng của nó bây giờ đã xuống cấp rất là nhiều. Các bạn chơi game cực kỳ nhanh nóng và nó bất ổn định. Cái thứ hai đấy là pin của iPhone 10S Max bây giờ thì cũng không phải là trâu nữa rồi. Nếu như các bạn mua những cái tùy chọn option thay pin sẵn á thì cái dung lượng thực của nó cũng chưa chắc đã được như dung lượng gốc. Và cái nữa đấy là ngoại hình của iPhone 10S Max rõ ràng là nó sẽ nhỉnh hơn ngoại hình của những cái con máy kiểu iPhone 11 hay là iPhone 12 mini. Nhưng cái ngoại hình đấy bây giờ khi mà nhìn vào thì ai cũng đánh giá là nó hết cái sự sang rồi các bạn ạ. Nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó cứng cáp hơn thì có. Nhưng mà để nói về là nó sang hơn những con máy còn lại thì không có. Bởi vì nó đã thiết kế cũ của một vài năm trở về trước rồi. Nên khi mà nhìn vào tổng thể của con 10S Max thì nó chỉ được mỗi cái màn hình thôi các bạn ạ. Chuyển sang với iPhone 11, quay sang với iPhone 11 đi thì với tầm giá khoảng tầm trên 6 triệu chúng ta đã có thể lựa chọn được con iPhone 11 ngoại hình đẹp rồi, bộ nhớ trong phiên bản 128GB cũng đã có. Thế nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những chi tiết tiểu tiết ấy, thì ví dụ như là màn hình xấu này, rồi các bạn cũng không có 5G này, chúng ta cũng sẽ chỉ có một cấu hình cũng nằm ở mức khá thôi, cũng không có gì gọi là quá nổi bật ở cái tầm giá này. Và được cái nữa đấy là pin trâu. Thế nên khi mà chúng ta nhìn xong hai chiếc máy đấy rồi á, quay sang với iPhone 12 mini đi thì chiếc máy này cái gì nó cũng có hết. Thiết kế vuông, camera kép cũng được đặt ở trong một ô vuông. Và chúng ta có một màn hình đẹp. Đây là màn hình XDR OLED với độ sáng cao, với độ phân giải tốt và đặc biệt với cái độ phân giải Full HD trong cái kích thước màn hình 5.4 inch thì nó giúp cho cái mật độ điểm ảnh nó tốt hơn, giúp cho các bạn nhìn hình ảnh nó mịn màng hơn rất là nhiều. Và cái nữa, đối với iPhone 12 thì nó lại còn có hiệu năng tốt nữa các bạn ạ. Rõ ràng là bọn iPhone 12 này nó sẽ gặp một cái vấn đề liên quan đến nhiệt độ, nhưng khi mà các bạn cần chai hạt ở trên iPhone 12 mini ấy, thì các bạn vẫn có thể đeo tản nhiệt sổ lạnh vào để giúp cho cái hiệu năng của nó ổn định và nó tốt hơn trong quá trình mà các bạn chơi. Nhiệt độ thì có thể khắc phục được, nhưng chip mà đã yếu á thì không thể nào mà khắc phục được. Nên các bạn cần phải làm rõ hai cái vấn đề này nhá. Rõ ràng về hiệu năng thì iPhone 12 nó ngon hơn hẳn so với iPhone 11, nó ngon hơn hẳn so với iPhone 10S Max. Chỉ cần các bạn thích được cái nhiệt độ đấy, mà cách đeo tản nhiệt sổ lạnh quá dễ rồi. Cái điểm yếu thứ hai của iPhone 12 mini á, đó là con máy này thì nó sẽ bị cái pin yếu. Pin yếu thì các bạn cũng có thể khắc phục được bằng pin dự phòng, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần mang theo một quả pin dự phòng, ví dụ như pin MagSafe đi. Bây giờ cũng có một vài giải pháp, chỉ tầm 500-600 nghìn các bạn đã có một quả pin MagSafe tầm 10.000 mAh rồi, thoải mái luôn. Không thì chúng ta cứ cắm sạc dây thông qua sạc dự phòng vào thì nó cũng sẽ ok. Đấy cũng là cách khắc phục. Nói chung là những cái nhược điểm trên con iPhone 12 mini á, thì nó đều có cách khắc phục được. Còn với những nhược điểm ở trên những con máy kia thì chúng ta sẽ không thể khắc phục được, mà chỉ có thể sống chung được với nó mà thôi. Camera thì sao? iPhone 12 mini cũng ngon hơn hẳn so với hai con kia, cảm biến mới tối ưu tốt hơn và các bạn cũng sẽ có khả năng quay video tốt hơn. Nói chung, với cái tầm giá 6 triệu chúng ta có thể nhìn ra được ba sự lựa chọn với 10S Max, với iPhone 11, với iPhone 12 mini. Nhưng để tìm kiếm được một con máy có một cái tổng hòa tốt nhất trong cả ba chiếc máy thì iPhone 12 mini vẫn đang là con máy nó mang lại cho chúng ta nhiều những ưu điểm hơn, song song với hai cái nhược điểm nhỏ có thể khắc phục được trong quá trình mà các bạn sử dụng. Và đó là cái sự lựa chọn mà mình đề xuất ra. Và theo các bạn, đâu là chiếc iPhone tốt nhất ở tầm giá 6 triệu mà các bạn lựa chọn? Thì hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới nhá. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên là một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.